Tiểu sử ca sĩ hải ngoại Sa La Châu Đình, con gái ruột của danh ca Thanh Tuyền, nỗi lòng khi phải xa mẹ từ nhỏ. Sa La Châu Đình là một ca sĩ Mỹ gốc Việt. Cô đã được phát hiện bởi nhạc sĩ Trúc Hồ và Trung tâm AC vào năm 1996 và đã có 9 năm biểu diễn cùng trung tâm này. Cô được biết đến là ái nữ của danh ca Thanh Tuyền. Ca sĩ Sa La với ngoại hình xinh đẹp cùng tài năng ca hát đã để lại ấn tượng độc đáo trong lòng khán giả suốt hai thập niên 60 và 70. Đám cưới của Sa La, cựu ca sĩ AC diễn ra hôm ngày 12 tháng 7 năm 2015, chồng tên Jonathan Mai, hiện tại có hai con, một trai và một gái. Sa La Châu Đình sinh ngày 9 tháng 3 năm 1975. Cô là ái nữ ca sĩ Thanh Tuyền, một trong những ca sĩ hàng đầu của thập niên 60 và 70. Chị của Sa La là ca sĩ Sơn Tuyền, đã từng nổi tiếng trong nền âm nhạc tại hải ngoại. Sinh trưởng trong một gia đình tài năng về âm nhạc, Sa La mang trong mình dòng máu nghệ sĩ và ai cũng đoán biết trước cô sẽ là một ngôi sao sáng. Tiếp nối sự nghiệp của mẹ và dì cô cùng với gia đình sang Hoa Kỳ năm 1978, định cư ở Texas. Lần đầu tiên Sa La xuất hiện tại Úc trước khoảng 2.000 khán giả, nhưng cô nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệm nên đã lùi vào bóng tối trong vòng 3 năm. Trong thời gian này, Sa La đã tiếp tục học vấn để trở thành một cô giáo. Nhạc sĩ Trúc Hồ khám phá tài năng của cô và mời cô ký hợp đồng với trung tâm AC sau đó. Chỉ mới xuất hiện vài lần trên băng video của trung tâm AC, Sa La đã chiếm trọn tình cảm của khán thính giả và trở thành ca sĩ đắt giá nhất của trung tâm. Mặc dù Sa La gây dựng tên tuổi của mình trong nền âm nhạc một cách từ tốn, nhưng cô đã được rất nhiều người mến mộ, nhất là giới trẻ. Cô có một lối trình diễn rất sáng tạo và thu hút, với đôi mắt bồ câu trong sáng, nhưng lại mang phần hoang dại bí ẩn. Ngoài tài ca hát, cô còn biết nhảy múa và tự sáng tác. Ngày và đêm nhớ em là bài hát do chính cô viết lời. Cô thích trình diễn nhạc Mỹ hơn nhạc Việt, nhưng cô luôn mong rằng trong tương lai cô sẽ học hỏi nhiều hơn để có thể cùng trình diễn nhạc Việt với mẹ và dì của cô. Sa La từng là ca sĩ độc quyền của trung tâm AC từ năm 1996 đến năm 2005 và có nhiều nhạc phẩm như Sẽ Nhớ Mãi Ngày, Người Yêu Lý Tưởng, Đêm Đô Thị Có Nhớ Đêm Nào. Ngoài ra, Sa La cộng tác với Tình Entertainment. Sa La cũng từng cộng tác với trung tâm Thiên Nga qua hai cuốn Body by Night số 24 năm 1993, thể hiện với Top Ca, và Body by Night số 84, thể hiện cùng với Tú Nguyên, cùng tiết mục trình diễn áo dài với ca khúc Những Bước Chân Âm Thầm. Tuy nhiên sau đó Sa La mất hút khỏi thị trường âm nhạc hải ngoại vì lý do gia đình. Sa La trở lại chương trình tu hành trung tâm Asia và cuốn 77 và live show Thanh Tuyền Một Đời Cho Âm Nhạc do trung tâm tiếng Nga tổ chức, cũng như xuất hiện buổi live stream của trung tâm tiếng Nga vào ngày 20 tháng 8 năm 2019 với Thanh Tuyền và MC Ngọc Hân. Sinh nhật của Sa La trùng với sinh nhật của MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Các buổi trình diễn tại chương trình Body by Night, Roger Samba, phần trình diễn đánh dấu lần đầu tiên Sa La xuất hiện trên sân khấu Body by Night, cùng sự góp mặt với nhiều ca sĩ khác như Đông Hồ, Ngọc Thúy, Phi Phi và Ngọc Huệ. Trình diễn áo dài Yêu Em Bốn Mùa, sự kết hợp cùng các danh ca Delena, Bảo Hân, Hương Thơ, Mỹ Lan, Phi Phi, Jenny Loan và Ngọc Thúy. Waiting for You Call là buổi biểu diễn mà Sa La sánh vai cùng ca sĩ Tú Viên, là một trong những ca khúc để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả và cũng là dấu ấn nổi bật trong con đường ca hát của nữ danh ca 7X. Cuối cùng là Những Bước Chân Âm Thầm, được sáng tác bởi Y Vân và Kim Tuấn với sự góp mặt vô cùng hài hòa, làm xuyến sao thính giả của nhiều nghệ sĩ nổi trội như Loan Châu, Bảo Hân, Tú Viên, Trúc Lam, Trúc Linh, Hồ Lệ Thu, Minh Tuyết, Như Loan và Thanh Trúc. Đây được xem là buổi trình diễn sống động nhất nhằm hạ màn chương trình và đánh dấu cho lần cuối cùng mà ca sĩ Sa La đã thực hiện trên sân khấu Party by Night này. Ca sĩ Sa La cũng có nhiều lận đận cho đến khi tìm được hạnh phúc với Jonathan Mai. Khi được MC Ngọc Hân của trung tâm Thiên Nga phỏng vấn mẹ con danh ca Thanh Tuyền và Sa La, nữ ca sĩ trẻ đã chia sẻ, hồi bé cô rất mong mẹ mình là một người bình thường để có thể đưa mình đi đây đi đó, nhưng mẹ lại là người của mọi người và thấy rất thiệt thòi khi phải không có mẹ bên cạnh. Cả cuộc đời mẹ hy sinh cho sự nghiệp, và cho đến khi Sa La lớn lên và trở thành một người mẹ thì mới hiểu được và cảm thấy rất là may mắn, hãnh diện khi có một người mẹ như Thanh Tuyền. Nghệ sĩ Thanh Tuyền kể lại thời điểm đó bà rất buồn vì lúc đó các con rất cần những ngày cuối tuần để được gần mẹ. Nhưng những năm tháng đó, từ thứ sáu đến cuối tuần, bà đều phải đi xô, và đến năm 1982, Thanh Tuyền đã phải bỏ qua Paris đến 2 tháng để hợp tác với trung tâm tiếng Nga. Ở nhà em của Sa La còn nhỏ và Sa La cứ trách mẹ, nhưng bà nói nếu không có nghề này
thì làm sao bà đủ năng lực để nuôi các con? Đó là cái sai của mình, nhưng không còn cách nào chọn lựa. Lúc đó bà không nghĩ Sala thành ca sĩ và những thăng trầm lên xuống thì Sala mới hiểu được bà. Thậm chí người con trai của bà sau này là chồng Ngọc Huyền đã viết trong ngày Monterey măng là số 1 của chúng con, nhưng có một trục trặc là không có thường xuyên ở bên tụi con, ngay cả sinh nhật Noel ngày lễ cũng không có. Sala lúc đó 15-16 tuổi cứ nghĩ mẹ mình không thương mình, cho đến bây giờ mới hiểu được tình cảm của mẹ, và giờ đây mình rất là thương măng. Khi được MC Ngọc Hân hỏi những người con sau này của Sala có dạy cho tụi nhỏ tiếng Việt hay không, nữ ca sĩ nói mình cũng đã dạy con rồi, nhưng mà các bé không chịu nghe vì tụi nhỏ sống ở bên đây. Nghệ sĩ Thanh Tuyền tâm sự, vào năm 2019 bà muốn tổ chức một live show cuối cùng của mình và đã gọi điện cho Sala. Sala nói không muốn tham gia. Bà đã nói con phải trở lại vì đây là cuốn băng cuối cuộc đời của măng, và măng muốn trong cuốn băng đó để kỷ niệm, nên bà muốn có sự góp mặt đông đủ như Sơn Tuyền, em gái của bà, con dâu Ngọc Huyền, con ruột và cháu nội là Hà Tiên. Con phải có hình ảnh trong đó. Cái đó là thứ nhất. Còn thứ hai là con đã đột ngột nghỉ hát và các khán giả của con ngày xưa bây giờ cũng rất thương con, thì con phải xuất hiện để mà cảm ơn họ chứ. Và Sala đã suy nghĩ sẽ ngưng công việc của mình lại để qua cùng tham gia với mẹ ruột. MC Ngọc Hân hỏi ca sĩ Sala, vào một giai đoạn trước khán giả rất là mến mộ Sala rất là nhiều, nhưng vì sao chị lại đột ngột biến khỏi thị trường âm nhạc? Sala giải thích vì mẹ mình đã theo nghề ca hát, nên có một thời gian tuổi thơ của mình đã bị thiếu thốn tình cảm mẹ. Cho nên khi Sala lập gia đình và có các con, nên Sala không muốn các con mình cũng chịu cảnh thiếu thốn tình cảm mẹ như vậy. Cuộc sống của Thanh Tuyền sau năm 1975 và một chuyện tình định mệnh. Từ vị trí là một trong những nữ ca sĩ ăn khách nhất của làng nhạc Sài Gòn chỉ sau một đêm, thì ca sĩ Thanh Tuyền gần như mất tất cả tiền tài sự nghiệp và cả gia đình khi người chồng bỏ ra đi qua bên kia đại dương vào tháng 4 năm 1975. Tài sản còn lại duy nhất của Thanh Tuyền có lẽ là ba người con còn rất nhỏ. Người lớn nhất 6 tuổi, còn nhỏ nhất mới 1 tháng tuổi. Lúc đó cô mới 27-28 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ sống bằng ánh đèn sân khấu, nay phải vừa làm mẹ vừa làm cha, lại không đi hát được nữa. Đó là hoàn cảnh cùng cực của Thanh Tuyền sau năm 1975. Sau đó ít lâu, cuộc mưu sinh của Thanh Tuyền có phần đỡ hơn khi cô được theo hát ở đoàn Kim Cương, nhưng vẫn còn khó khăn khi một mình nuôi ba con nhỏ. Thanh Tuyền kể về giai đoạn này trong một lần trả lời phỏng vấn. Đem về ba đứa con nhỏ, người mẹ 28 tuổi tự nuốt nước mắt vào lòng khi thấy căn nhà tự nhiên trống một cách đáng sợ. Sự đợi chờ ngày càng vô vọng và cô đơn cứ lấp đầy. Nhiều lúc tôi tìm quên trong men rượu, nhưng càng uống càng thấy đắng. Sự chờ đợi đó là vô vọng, là vì Thanh Tuyền không thể nào biết khi nào có thể gặp lại người chồng đang ở xa ngàn dặm, khi nào con của mình mới lại được nhìn thấy cha. Cô chỉ biết cố gắng gượng sống qua giai đoạn bị cực đó để nuôi dạy những người con thiếu vắng tình thương của cha. Trong hoàn cảnh đó, định mệnh đã sắp xếp cho Thanh Tuyền gặp được một người đàn ông lớn hơn cô gần 20 tuổi, cũng là chồng của cô hiện nay. Họ quen nhau qua một người bạn và ông thường mang xe đạp sang nhà Thanh Tuyền gửi. Vào đến nhà thấy ba người con nheo nhóc, ông động lòng thương cảm và thân với Thanh Tuyền hơn. Tuy nhiên lúc đó ông đã có gia đình, con cái cũng lớn, nên họ chỉ dừng lại ở những buổi đi chơi mà không vượt quá giới hạn. Thanh Tuyền đã nói về người bạn đời định mệnh này như sau: khi niềm tin vào cuộc sống trong tôi vẫn vỡ, anh đến bên cho tôi động lực. Chồng cũ bỏ rơi ba mẹ con tôi ở Việt Nam sang Mỹ, bây giờ có anh ân cần hỏi han giúp đỡ. Lúc đó chúng tôi chỉ là bạn bè. Sau này mẹ con tôi cùng vợ con anh ấy sang Mỹ, không may anh lại thất lạc gia đình, họ sang Pháp và có cuộc sống mới. Anh và tôi sống nương tựa nhau từ đó cho đến nay. Tôi không nghĩ được điều gì khiến cho tôi và anh gắn bó lâu như vậy. Có lẽ là duyên phận. Năm 1978, Thanh Tuyền quyết định tìm đường đưa ba con qua Mỹ để tìm cha. Qua tổ chức Hồng Thập Tự, Thanh Tuyền tìm được chồng, nhưng ngày gặp lại cũng là ngày kết thúc vì chồng cũ đã có gia đình mới và cuộc sống mới, nên gặp lại Thanh Tuyền và ba người con với thái độ thờ ơ. Từ sau đó, Thanh Tuyền sống với người chồng hiện nay là người đã ở bên cạnh cô. Vào giai đoạn khó khăn nhất, Thanh Tuyền nói rằng anh không chỉ là chồng mà là người bạn, người cha tốt của các con, là một khán giả nghe nhạc khó tính và cũng là một người thầy trong cuộc sống của mình. Sau khi sang đến Hoa Kỳ, Thanh Tuyền bắt đầu đi hát trở lại với ban nhạc đầu tiên mang tên Gửi Người Ngàn Dặm, được Trung tâm Thanh Lan phát hành với số bán kỷ lục, giúp cho trung tâm này bước đầu gây dựng được cơ sở và phát triển lớn mạnh trong thập niên 1980.
ban nhạc Gửi Người Ngàn Dặm có hai ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương rất phù hợp với tâm trạng người viễn xứ trong thời điểm đó là Chuyện Buồn Ngàn Xuân, Gửi Người Ngàn Dặm. Vợ chồng Thanh Tiền định cư ở Washington, sau đó chuyển về bang Texas cho đến nay. Ngoài cuối tuần Thanh Tiền thường đi diễn, còn những ngày trong tuần thì cô cùng chồng làm vườn, nấu cơm, tận hưởng giây phút bình yên tuổi xế chiều. Đến nay khi tuổi đời đã ngoài 70, Thanh Tiền vẫn còn đi hát, thậm chí là hát live rất tốt. Cô nói rằng cuộc đời nghệ thuật của mình đã quá tròn vẹn và không thể mong muốn gì hơn nữa. Ở tuổi này ai cũng thích được nghỉ ngơi và vui vầy bên con cháu. Nhưng Thanh Tiền là nghệ sĩ, với niềm đam mê ca hát đã thấm vào trong máu, nên cô vẫn đi hát khi nào sức khỏe còn cho phép. Xem như đó là phần thưởng thêm trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp đầy hào quang của mình.